thức thì hôm nay mình Việt Nam 30 tuổi rồi mà. Các bạn thấy là bạn ấy bao cái đầu của bạn ấy bị hẹp đúng không? Đấy thì lúc các bạn thấy là rất là dài, hẹp. Đấy và không biết là có nốt gì này. Thì giữa da và niêm mạc nói chung cũng nghi ngờ. Nhưng ngoài ra còn cái hạt ngọc dương vật nữa. Cái này hạt ngọc rồi, sẽ đốt hết thôi. Dây hãm của em hơi căng ấy. Sửa luôn dây hãm này. Okay. Đấy sẽ cắt bằng phương pháp thẩm mỹ nhất nhé. Bây giờ thế rồi. Rẻ mà em có 30.000 cái. 30.000 cái. Chú bán 30.000 à? Vâng. Visa nó phải có thịt chắc cái thứ này chứ. Có nhưng mà 30.000 sao giỏi nhất đấy em. Nó làm từ bánh size mini ấy. Kiểu 2 người một cái nó vừa. 2 người cái thì vụ được trẻ con ăn thì nó cá nói chung là con lãi. Cái này nó có mỏng nặng quá chứ. Không. Một phát đi luôn rồi. Thế thôi. Xin chào bạn, tôi sẽ sắp Việt Đức đây. Hôm nay vừa cắt bao đầu cho một chị nam 33 tuổi rồi bạn. Bạn ấy bao đầu dài. Các bạn thấy là đây là kết quả sau khi tôi cắt bao đầu rồi. Quá đẹp. Đau không em? Không. Một tuần rồi cắt chỉ em nhé. Một tuần đã đến đây cắt rồi. Ừ, đây anh cắt rồi.